Trong cuộc đời của tôi chỉ dùng tiền cho ba mục đích, tôi không dùng tiền cho những mục đích khác. Cuộc sống bản thân cũng rất là đơn giản, rất tiết kiệm. 30-40 năm tôi không dùng đến tiền, cho nên tâm được thanh tịnh. Tiền đối với tôi chẳng có một chút tác dụng nào. Ở nơi này nói như niềm vui của tỳ kheo lậu tận vậy. Tôi đạt được chút ít, trong tâm tôi không có lo âu, không có vướng bận, không có quan niệm về tiền bạc. Cái ý niệm tài sắc danh thực thùy dần dần trở nên phai nhạt. Trong tâm không còn vướng bận, không còn âu lo, không còn được mất. Người ta hỏi tôi tại vì sao tôi không già, như vậy sẽ không già. Các bạn tại vì sao lại già? Vì mỗi ngày đều âu lo. Lo âu khiến cho người già. Đây là lời của người xưa nói. Bạn có âu lo, bạn có vướng bận, bạn có phiền não, cho nên bạn già đi rất nhanh.